Thiếu tướng Hoàng Kiền, người anh hùng của Trường Sơn, Biển Đảo và Biên Cương. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi người vào nghề bằng một cách, ít ai giống ai. Từ một thầy giáo trường làng, ông trở thành người lính công binh Trường Sơn vào sinh ra tử với những cung đường máu lửa. Đất nước hòa bình, ông lại lặn lội đưa đất ra Trường Sa, trồng rau xanh và triển khai dự án đường tuần tra biên giới. Đó là thiếu tướng Hoàng Kiền, vị tướng nửa cuộc đời gắn bó với núi và biển. Để hiểu hơn về những công hiến của vị thiếu tướng này, mời quý vị và các bạn theo dõi video ngay sau đây của Chân Dung Lịch Sử. Hai mươi tuổi vượt Trường Sơn thần tốc. Thiếu tướng Hoàng Kiền sinh ngày 26 tháng 9 năm 1950 tại xã Giao Thịnh, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo, đông con nhưng rất hiếu học và giàu truyền thống cách mạng. Nếu cuộc đời không xoay vần, thì bây giờ thiếu tướng Hoàng Kiền vẫn là một ông giáo hiền lành, chăm chỉ. Sau khi tốt nghiệp trường cao đẳng sư phạm, chàng trai Hoàng Kiền về quê Giao Thủy, Nam Định làm nghề gõ đầu trẻ. Dạy học được hơn một năm, nghe theo tiếng gọi của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, người thầy giáo trẻ xung phong vào chiến trường là một người lính công binh. Việc mở đường Trường Sơn xuất phát từ ý chí, quyết tâm thống nhất đất nước của cả dân tộc, một chiến lược sáng suốt của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông kể, đường Trường Sơn bị đánh phá ác liệt, Mỹ sử dụng nhiều loại máy bay hiện đại, nhưng vũ khí tối tân nhất để đánh phá tuyến đường này. Nhiều đoạn đường bị bom đạn tạo thành những ổ voi, xe bộ đội ta không thể đi được. Công việc quan trọng lúc bấy giờ là khôi phục và hoàn thành tuyến đường Trường Sơn để miền Bắc chi viện cho miền Nam. Vốn có chút năng khiếu, ông được cấp trên lựa chọn đào tạo về lĩnh vực khảo sát. Thiếu tướng Hoàng Kiền có 6 năm gắn bó với Trường Sơn và suốt một năm ròng, ông chỉ đi khảo sát đường. Địa hình đồi núi càng hiểm trở hơn với chàng trai sinh ra và lớn lên ở đồng bằng. Nguy hiểm không làm chàng thanh niên Hoàng Kiền nản chí. Thiếu tướng Hoàng Kiền chia sẻ, lúc đó tôi chỉ nghĩ làm sao để mở đường nhanh nhất, khó khăn mấy cũng phải hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao phó. Hai chữ hòa bình lúc nào cũng thường trực trong tư tưởng. Đội khảo sát đường được cấp trên chia thành nhiều nhóm, trung bình khoảng 5 đến 7 người. Một ngày có khi phải đi bộ gần 40 km đường rừng. Những nơi chưa có người qua, chỉ có những vết chân của thú dữ. Mấy anh em khoác ba lô, mang theo mấy gói lương khô và chai nước để đói đâu thì ăn đấy. Nhiều lúc cả đoàn hô lên sung sướng khi thấy quả rừng, những củ mai, củ từ mọc dại. Bộ đội thời đó cơ cực vô vàn, nhưng ai nấy đều lạc quan tin tưởng vào chiến thắng. Có những chuyến đi kéo dài cả tháng trời, những người lính Trường Sơn làm bạn với mưa, với gió. Tối đến, cả đoàn mắc võng ngủ tại rừng. Vị tướng không đếm nổi mình đã nằm trong hốc đá bao đêm. Ông kể, có một lần ngủ tại rừng, sáng dậy, dọc ven bờ suối, thấy chi chít những vết giày của quân Phỉ Lào. Đêm đó có người đi qua, nhưng trời tối nên không bị phát hiện. Nếu không, anh em chả ai tìm thấy xác mang về. Chàng thanh niên có sức khỏe, có trách nhiệm, hoàn thành tốt mọi việc được giao, nhanh chóng được sự tin tưởng của cấp trên, trở thành trợ lý cấp trung đoàn, rồi cấp sư đoàn. Kiến thức thực tế chưa đủ, năm 1976, ông tiếp tục theo học tại Học viện Kỹ thuật Quân sự. Năm 1981, ông công tác tại Phòng Công binh, Quân chủng Hải quân. Đường Trường Sơn đã trở thành biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần quyết chiến, quyết thắng giành độc lập dân tộc, đồng thời là biểu tượng của tình đoàn kết nhân dân hai nước Việt-Lào. Tuyến đường Trường Sơn cũng là minh chứng sinh động cho mối tình anh em keo sơn trong những năm tháng kháng chiến gian khổ nhưng vô cùng vẻ vang, đưa cách mạng của hai nước đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Người đưa đất ra Trường Sa. Năm 1989, sau khi tốt nghiệp Học viện Lục quân, với quân hàm thiếu tá, ông được điều động về làm trung đoàn trưởng Trung đoàn Công binh Hải quân 83 ở Đà Nẵng. Ngay khi về công tác ở đây, ông đã có mặt tại Trường Sa, thiết kế, chỉ đạo thi công các công trình chiến đấu. Điều khiến ông trăn trở là các đảo ở Trường Sa đều rất khô cằn, thứ cây có thể sống được chỉ là phong ba, muống biển. Các chiến sĩ thiếu rau xanh, ăn uống toàn đồ hộp, trong khi thời gian nghĩa vụ quân sự thì dài, với chiến sĩ thì khoảng 3 năm,
còn cán bộ có khi tới chục năm. Thiếu tướng Hoàng Kiền nhớ lại: đồng chí An quê ở Hà Nam, đảo trưởng đảo Song Tử Tây cũng mười mấy năm ở đảo. Do chế độ ăn uống nên anh em ở lâu dễ bị bệnh đường ruột. Mỗi lần trung đoàn ra đảo xây dựng, quà cho anh em chiến sĩ không có gì quý bằng rau xanh. Ai bị ốm, quà tới thăm hỏi cũng là rau củ để bồi bổ sức khỏe. Lúc ốm, thứ quý nhất lại là rau đấy. Những nhu yếu phẩm của anh em đều trông vào các chuyến tàu tiếp tế của Hải quân, mà mỗi năm, theo chương trình của vùng 4 Hải quân ra đảo để cấp hàng thì chỉ có 2 chuyến, một chuyến vào giữa năm và một chuyến vào dịp Tết. Trong số các nhu yếu phẩm, rau xanh đưa ra cho anh em cũng chỉ được có vài ngày. Từng là một người lính công binh Trường Sơn, những năm 70, thời kỳ bom đạn ác liệt nhất, đi khảo sát, mở đường, cũng như thời gian thi công ở đảo Bạch Long Vĩ, ông rất hiểu sự thiếu thốn của các chiến sĩ, cũng là đồng đội của mình. Ngay khi ấy, kỹ sư Hoàng Kiển đã nghĩ phải làm như thế nào để có thể giúp anh em có rau ăn, vừa cải thiện được cuộc sống, vừa thêm gắn bó tình nghĩa giữa bộ đội ở đảo với công binh, vì các chiến sĩ hỗ trợ công binh trong xây dựng rất nhiều. Nhưng giúp cách nào khi đất màu thì không có, nước ngọt thì lại rất hiếm. Trước đó, bộ đội ở đảo cũng đã nghĩ nhiều cách. Mỗi lần nghỉ phép đều mang hạt giống ra, nhưng việc trồng rất khó khăn. Một ý tưởng đã hình thành rất nhanh chóng: phải đưa đất màu ra đảo, mà người đưa ra không ai khác là công binh. Trung đoàn Công binh Hải quân 83, nay là Lữ đoàn Công binh Hải quân 83, là đơn vị xây dựng các công trình ở Trường Sa từ năm 1976 cho đến bây giờ. Mỗi năm, đơn vị ra đảo xây dựng công trình khoảng 6 tháng, tháng 3 tới tháng 8. Sang tháng 9 vào mùa mưa bão thì rút về để huấn luyện. Thiếu tướng Hoàng Kiển kể: mỗi năm chúng tôi đưa vật liệu ra Trường Sa bằng tàu vận tải loại 400 tấn và loại 1000 tấn của Hải quân và Tổng cục Hậu cần. Để có thể đưa được vật liệu ra đảo nổi, đảo chìm thì bình quân mỗi năm có khoảng 70 chuyến, cả tàu nhỏ, tàu to. Vậy thì không có cách nào tốt hơn là mang đất ra đảo bằng chính những chuyến tàu ấy. Nhưng việc mang đất ra đảo cho bộ đội trồng rau không phải là nhiệm vụ của công binh. Việc này cũng chả có cấp trên nào giao cho. Ông chủ động đem ý tưởng này ra bàn với ban chỉ huy trung đoàn. Đây là vấn đề rất quan trọng vì liên quan đến việc phối hợp với tàu. Công binh phải chuẩn bị và chuyển đất, nên sau đó đã được đưa ra đảng ủy để họp, thống nhất thực hiện và đưa vào nghị quyết mang ra Trường Sa giúp cho bộ đội trồng rau. Để có cả ngàn tấn đất đưa ra Trường Sa là cả một kỳ tích của Trung đoàn Công binh Hải quân 83. Hải quân Việt Nam đóng giữ 9 đảo nổi, gồm Trường Sa, Nam Yết, Sinh Tồn, Sơn Ca, Song Tử Tây, Trường Sa Đông, Sinh Tồn Đông, An Bang, Phan Vinh. 12 đảo chìm, các bãi đá ngầm với tổng số 33 điểm đóng quân. Như thế, cần một khối lượng đất rất lớn mới có thể cung cấp hết cho các đảo. Trong khi đó, trung đoàn đóng quân ở Đà Nẵng, tàu chở vật liệu xây dựng ra đảo thì lại ở quân cảng Nha Trang và Cam Ranh. Nhưng tại Cam Ranh và Nha Trang thì không có đất màu. Vậy là anh em phải đưa xe lên rừng cách 20-30 cây số, xúc đất màu rồi tới trang trại nuôi trâu bò để xin phân mang về phơi khô, đem trộn lẫn với đất, đóng vào từng bao. Tướng Kiền chia sẻ: trên mỗi chuyến tàu chở vật liệu ra đảo, chúng tôi gửi một xe đất khoảng 7 tấn. Mỗi năm khoảng 70 chuyến tàu thì lượng đất mang ra là rất lớn. Bắt đầu từ năm 1991 cho tới khi tôi không còn công tác ở Trung đoàn Công binh Hải quân 83 nữa, tức là năm 1997, cả ngàn tấn đất đều đặn được mang ra các đảo. Đưa được đất lên đảo cũng là một kỳ công. Các điểm đảo đều rất xa với đất liền. Đảo gần nhất thì cũng khoảng 500 km, đảo xa thì lên đến 1.000 km. Các đảo độc lập, không có cầu cảng, ngoại trừ Trường Sa lớn. Vì vậy, các tàu đều phải neo cách đảo từ nửa cây số đến một cây số. Từ tàu phải thả dây vào đến đảo, cột chặt lại, rồi thả xuống, cẩu hàng xuống xuồng, kéo vào bờ. Những năm sau chuyển sang thùng xuồng máy kéo. Ông kể, khi mang được đất ra rồi, chúng tôi lại bàn với đảo, đề xuất với Bộ Tư lệnh Hải quân xem nên quy hoạch hòn đảo như thế nào, trồng rau ở đâu. Với đảo lớn, có thể làm vườn thì công binh giúp xây, vây quanh, che kín lại vì ở đó gió to, mùa mưa hứng nước, mùa mưa xây hố để thu nước tắm giặt để tưới. Các đảo mà có diện tích nhỏ thì đào hố trồng bầu bí mướp để leo lên giàn, kết hợp trồng rau. Với đảo chìm,
thì mỗi năm xây dựng xong, gỗ cốt pha rất nhiều. Công Bình tận dụng đem đóng thành hộc, cho đất vào, đem tặng cho các chiến sĩ xếp quanh nhà để trồng rau. Lần nào ra, chúng tôi cũng mang hạt giống ra, nhiều nhất là hạt rau cải, hạt rau muống. Hạt giống một phần là do trên cấp, một phần thì chúng tôi mua để tặng anh em, mỗi đảo một ít. Vấn đề còn lại là làm thế nào để có nước ngọt sinh hoạt cũng như tưới cây. Đảo chìm thì ngập quanh năm, đảo nổi thì lại toàn đá, cát, san hô. Do độ xốp của đá cát phong hóa từ san hô nên khi trời mưa xuống, trừ những đảo lớn còn tích được một ít nước lợ có thể tắm giặt. Các đảo khác nước mưa trôi hết. Các đảo đều bị sói lở nghiêm trọng do sóng đánh vỡ cả công trình mà Trung đoàn Công binh Hải quân 83 xây dựng. Thiếu tướng Tiền chia sẻ, lực lượng công binh hải quân chúng tôi đề xuất với quân chủng hải quân, báo cáo lên bộ tham mưu xây kè quanh đảo. Đầu tiên là xây bằng đá, nhưng sau thấy nó không được an toàn nên chuyển sang đổ bê tông. Làm bê tông vây quanh đảo thành cái giếng kín. Khi mưa đổ thì chúng tôi sẽ giữ nước ngọt lại, từ đó mới có nước ngọt cho sinh hoạt. Nước được giữ lại thì cây xanh mới lên được. Như thế, từ ý tưởng đưa đất, đưa phân ra Trường Sa cho đến đề xuất xây kè chống sói lở cũng là kè giữ nước ngọt của Thiếu tướng Hoàng Kiền. Các đảo đều có kè xung quanh, rau xanh cũng đã được trồng. Khi những mần rau nhỏ li ti nhú lên, không gì có thể lột tả được niềm vui của các chiến sĩ nơi đảo xa. Lòng người chỉ huy Trung đoàn Công binh Hải quân 83 dũng cảm thấy vô cùng ấm áp. Những đóng góp của Thiếu tướng Hoàng Kiền đã để lại ấn tượng và tình cảm sâu sắc với các chiến sĩ ở Trường Sa. Anh em chiến sĩ nhắc đến thiếu tướng là nhắc đến người có công đầu khi đưa đất ra Trường Sa. Vĩ Thành. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc mà Thiếu tướng Hoàng Kiền đã đóng góp và cống hiến cho quân đội và đất nước trong cuộc đời binh nghiệp của mình, đồng chí đã vinh dự và tự hào được Đảng, Nhà nước, quân đội tặng nhiều phần thưởng và danh hiệu cao quý. Thiếu tướng Hoàng Kiền rất xứng đáng có được danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ đổi mới của đất nước. Có thể nói, Thiếu tướng Hoàng Kiền là một người vừa có tâm, vừa có tài. Ở đồng chí hội tụ đầy đủ 4 yếu tố: tâm, tài, trí, đức. Một con người rất đáng trân trọng, cả cuộc đời làm việc và cống hiến cho quân đội và cho đất nước. Đến khi về hưu, đồng chí lại dành toàn bộ thời gian, công sức và sự tâm huyết cho việc gìn giữ, bảo tồn những giá trị tinh hoa văn hóa của dân tộc và làm việc nghĩa tình đồng đội, đồng chí chính là một tấm gương sáng để các thế hệ trẻ hôm nay học tập và noi theo. Hình ảnh Thiếu tướng Hoàng Kiền đã để lại cho bạn những ấn tượng như thế nào? Hãy để lại ý kiến xuống phần bình luận của video và đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những số phát sóng tiếp theo của Chân dung lịch sử. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.